Người dân Palestine ở dải Gaza bắt đầu tháng lễ Ramadan trong bối cảnh cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang bế tắc. Xung đột Hamas-Israel đã kéo dài 5 tháng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tại thành phố Rafah, miền nam Gaza, nhiều người đã tham dự lễ cầu nguyện ngoài trời. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái đến nay, hơn 1.000 đền thờ Hồi giáo ở Gaza đã bị phá hủy. Tại các trại tị nạn ở Rafah, người dân Palestine vẫn trang trí lều trại và cùng nhau chia sẻ bữa ăn iftar. Đây là bữa ăn của người Hồi giáo vào mỗi tối sau khi mặt trời lặn trong tháng lễ Ramadan. Maher Salut là người đứng đầu một dự án từ thiện cung cấp bữa ăn iftar cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Chiến tranh đang diễn ra, rất nhiều người không có được bữa ăn đàng hoàng. Vì thế, chúng tôi đã quyết định thực hiện dự án này xuyên suốt tháng lễ Ramadan. Chúng tôi đã đi bộ từ Khan Yunis đến đây. Cảm ơn trời vì chúng tôi đã có được bữa ăn iftar trong ngày đầu tiên của Ramadan. Chúng tôi đã mất hết nhà cửa và mọi thứ. Các nước trung gian gồm Mỹ, Qatar và Ai Cập đã hy vọng một lệnh ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã không đạt được tiến triển. Nhóm vũ trang Hamas yêu cầu bất kỳ thỏa thuận nào phải dẫn đến sự kết thúc của cuộc chiến, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ yêu cầu này. Ông tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi Israel giành thắng lợi hoàn toàn trước Hamas và toàn bộ con tin ở Gaza được trả tự do.